Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 15 tháng 4 năm 2020 và chúng tôi đang có mặt tại nhà chú Tuấn ở tại thị trấn Hưng Hóa và vừa bàn giao cho gia đình chú một chiếc sập Ngũ Phúc kích thước là 1m6 x 2m bằng chất liệu gỗ dâu đây. Chúc mừng quý vị, đây là toàn thể cái không gian phòng thờ nhà chú đây. Rất là đẹp, không gian phòng thờ rất là đẹp. Hiện tại đang là 12 giờ trưa rồi. Chúng tôi phải đi buổi trưa để cho kịp giờ cho gia đình xem giờ rồi. Cái sập này thì chúng tôi sử dụng chất liệu là chất liệu gỗ dâu. Em chưa mặc nghĩ đây là phần dạ sập này. Dâu nhập sổ Nam Phi nhé. Chúng tôi đục theo mẫu là Ngũ Phúc Nho Sóc chân 24, mặt là mặt hai lá, gỗ rất là đẹp, toàn bộ gỗ chọn lọc. Bên trong nhà chú đã có sập thờ cũng như là phi cô đối rồi. Hôm nay chú sắm thêm một chiếc sọc mà nữa, rất là đầy đủ đồ phòng thờ. Mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Website đồ gỗ Tùng Tám .com. Sập này được không bác? Được. Đây bác thấy là bố. Vâng, mét 6 ạ. Thế nó vừa, nếu mà mét 8 thì nó lại thừa ra nhiều quá. Này là vừa đẹp luôn. Thế rồi lúc. Vâng.